Ngày 4 tháng 12, Thành ủy Đà Lạt và Trường Chính trị Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, lịch sử thực trạng, định hướng cho sự phát triển. Chủ hội thảo có ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, lãnh đạo Trường Chính trị Lâm Đồng, các sở ngành và hơn 50 học giả, diễn giả của các trường đại học và các tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các học giả diễn giả trình bày các tham luận về lịch sử hơn 130 năm hình thành, xây dựng và phát triển, công lao của bác sĩ Alexander Jackson trong việc khám phá cao nguyên Nam Bi An hùng vĩ, thực trạng phát triển và những giải pháp để gìn giữ phát huy những giá trị thiên nhiên con người Đà Lạt. Những tham luận này một lần nữa khẳng định, thành phố Đà Lạt đã xây đắp, giữ gìn và lưu truyền những giá trị lịch sử bản sắc văn hóa đậm đà của các dân tộc Tây Nguyên, giao thoa cùng văn hóa của mọi miền Tổ quốc, tạo nên một Đà Lạt riêng vốn có, vừa văn minh hiện đại, vừa hiền hòa, thơ mộng đáng yêu. Cái việc mà tổ chức hội thảo, nó sẽ là cái cơ hội để cho chính quyền sẽ lắng nghe từ phía cả cái chuyên gia và cả cái học giả họ có nghiên cứu để từ đó mà họ sẽ có những cái chính sách và có những cái hành động cụ thể để chúng ta tiến hành khảo sát, kiểm tra và đưa cả cái mô hình kinh tế mới về áp dụng thí điểm tại Đà Lạt. Và em nghĩ là cái việc mà tổ chức hội thảo nó rất là có ý nghĩa. Có thể thấy từ thực tế, thành phố Đà Lạt đã trở thành thành phố du lịch nổi tiếng, thành phố festival hoa và đang trong giai đoạn xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và giải trí của cả nước, là một trong những điểm đến lãng mạn nhất châu Á, không chỉ là địa điểm du lịch hấp dẫn, đây cũng là một trong những vùng sản xuất rau hoa ôn đới nổi tiếng của cả nước. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là những thách thức mà Đà Lạt phải đối mặt trên nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, những đóng góp của các học giả diễn giả trong hội thảo lần này là yếu tố quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn bao quát và định hướng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Đổi mới, hội nhập và phát triển chung của tỉnh nhà, của cả nước. Do đó trong cái xu thế phát triển đó thì không tránh khỏi những cái mâu thuẫn, những cái xung đột giữa cái yêu cầu bảo tồn và phát triển. Không thể tránh khỏi những cái xung đột, những mâu thuẫn giữa cái yêu cầu giữ gìn bản sắc văn hóa, phong cách người Đà Lạt với cái phát triển kinh tế thị trường. Và mỗi một cái giai đoạn như thế đấy thì những chính sách, những định hướng, những chủ trương của Đảng, Nhà nước đều có những cái giá trị rất là sâu sắc để phát triển thành phố. Hội thảo lần này thì đã thu hút sự quan tâm rất nhiều của giới các học giả, các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những người nghiên cứu về Đà Lạt, đóng góp rất nhiều các cái bài viết, đóng góp rất nhiều những cái trao đổi cho cái chủ đề của hội thảo hôm nay. Theo ban tổ chức, hội thảo là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển có ý nghĩa sâu sắc, nhằm làm rõ thêm những bằng chứng khoa học và ý nghĩa lịch sử của quá trình hình thành phát triển Đà Lạt, nêu bật những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đồng thời đây cũng là mốc thời gian để nhìn lại, tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và làm rõ nét hệ giá trị của vùng đất con người Đà Lạt. Về vai trò vị trí, những thành tựu thời kỳ đổi mới, những đóng góp của Đà Lạt trong tiến trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là dịp, có thể nói là để lãnh đạo thành phố nhìn nhận lại quá trình phát triển của mình, đánh giá lại trong bước đi của 130 năm. Trên cơ sở đó sẽ tiếp thu, có chọn lọc các ý kiến tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học cũng như những người làm thực tế phát sinh trên địa bàn của thành phố Đà Lạt để chúng tôi đúc rút kinh nghiệm. Và cái trước tiên đó là để củng cố và có thể nói là cái điều kiện rất là tốt để thành phố chuẩn bị cho bước đường tiếp theo trong tương lai. Trước mắt là nhiệm kỳ 2025-2030 thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh ủy thì thành phố cũng đang rà soát để chuẩn bị các văn kiện phục vụ nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố trong giai đoạn 2025-2030. Tôi nghĩ rằng đây là cái dịp rất là tốt, đây là cơ hội để thành phố nhìn nhận đánh giá lại mình, xác định hướng đi cho tương lai,
và có thể nói đây là một cái điều kiện rất là tốt để thành phố hướng tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn trong nhiệm kỳ 2025-2030 cũng như là thời kỳ tiếp theo. Với hơn 50 bài tham luận được chuẩn bị công phu tâm huyết, gợi gắm tình yêu tha thiết với vùng đất Đà Lạt, đã phát họa diện mạo một thành phố của hiện tại trong tương lai. Từ miền đất hoang sơ được bác sĩ Alexander Yatsen khám phá cách đây 130 năm, ngày nay diện mạo của Đà Lạt đã từng bước đổi thay, kinh tế, xã hội phát triển, cơ sở kết cấu hạ tầng được quan tâm chú trọng, giao thông phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố và giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Đó là thành quả to lớn của nhiều thế hệ nhân dân và các cấp chính quyền đã vun đắp gìn giữ. Những giá trị ấy sẽ còn được tiếp nối khi mỗi người dân và các cấp các ngành tiếp tục vun đắp tình yêu và trách nhiệm với thành phố xinh đẹp này.